Xin chào các bạn, để cắt cái mẫu áo manto có cái phần lá cổ lớn như thế này thì các bạn chuẩn bị cho mình định mức vải bằng 2 lần dài áo, tức là áo mình dài 100 thì các bạn cắt khoảng 2 mét nha, khổ 1,6 m nha. Còn nếu như khổ vải của mình nhỏ hơn 1,4 m chẳng hạn thì các bạn cắt khoảng 2,5 m là đủ may cho cái mẫu áo này. Thì các bạn quan sát mẫu thấy nè, cái phần lá cổ của mình nó có đặc biệt là nó rất là to ha, ở thân sau nó cũng to nữa và cái độ đứng của cổ áo nó vẫn có nha. Thì để đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái tờ giấy để mình đi vào cắt rập luôn. Để dễ quan sát thì mình cắt theo tỷ lệ là 1:2 nha. Ví dụ như ở trong này là 1 cm thì sẽ bằng 2 cm ngoài đời thực. Rồi đầu tiên cũng kẻ cái đường ngang vai. Rồi các bạn lấy từ cái mép giấy vào đây cho mình là độ khoảng 8 cm, canh canh thôi, 8 đến 10 cm cách mép giấy như vậy để mình kẻ cái đường đường này là đường trục giữa thân áo nha. Rồi từ cái đường trục này mình mới lấy vào đây là số đo ngang vai chia 2. Vai của mình là 36 chia 2 là được 18 ha. Mà mình lấy theo tỷ lệ 1:2 cho nên mình sẽ lấy vào đây là 9 cm nè. 9 nhân 2 là 18 đó các bạn. Tất cả các cái thông số mình đều lấy theo tỷ lệ 1:2 hết nha. Rồi từ cái điểm đó mình kẻ đường hạ nách xuống. Rồi xuôi vai, từ đây mình lấy xuống 4 cm. Rồi vào cổ nè. 1/6 vòng cổ, tức là cổ 36 chia 6 là được 6 cm ấy. Ở đây là cách cắt rập cơ bản ha. Bạn nào đã từng học cái video rập cơ bản rồi thì mình cứ cắt y như vậy thôi. Ở đây mình hướng dẫn lại một chút xíu, tại vì áo vest thì nó sẽ có nhiều cái nó khác ha. Đó, rồi hạ cổ là 6,5. Đó, rồi nối hai cái điểm này, ta được cái đường nghiêng vai. Rồi tiếp tục, từ cái điểm xuôi vai, mình hạ xuống đây là bằng số đo vòng nách chia 2, trừ đi 1 nha. Thay vì rập cơ bản là mình trừ 2, thì ở đây mình chỉ trừ 1 thôi, để cho cái vòng nách của mình nó rộng hơn. Nách của mình 38, mình chia 2, rồi mình trừ lên 1. Rồi đặt cái thước kẻ vuông góc với đường trục giữa của thân. Ta được cái đường này là đường hạ nách. Rồi tiếp tục mình hạ eo nè. Thì khi hạ cái eo các bạn nhớ lưu ý mình sẽ chườm lên đây 2 cm. Cho cái phần chườm vai thân sau tí nữa nó chườm á các bạn. Cho nên là mình đã trừ hẳn lên trên cái thước luôn. Tức là mình đặt cái thước chườm lên đây như vậy 2 cm. Thì lúc này nè, từ đây nè, mình sẽ lấy xuống đây là bằng đúng số đo hạ eo nha. Đó, hạ eo của mình 36. Rồi tiếp tục mình từ cái điểm này mình chườm xuống 3 cm cho phần bên sườn. Bạn nào học rập căn bản rồi thì sẽ nhanh hiểu hơn ha. Còn bạn nào mới thì tốt nhất mình coi lại cái video cách cắt rập đầm cơ bản nha các bạn. Rồi hạ mông là từ ngang eo xuống 22 cm. Cũng kẻ đường trục vuông góc nè. Đó, ta được những cái đường hạ như vậy. Đó, rồi cái đường ngang lai thì các bạn sẽ đo dài của áo nè. Đó, cũng đặt cái thước nè, chườm lên 2 cm so với cái đường ngang vai đó. Đó, mình đặt cái thước chườm lên 2 cm như vậy. Rồi mình lấy xuống số đo dài áo. Giá của mình là 100. Tùy ý nha các bạn. Bạn nào cao hơn thì mình sẽ lấy cái thông số này dài hơn. Còn ở đây mình vừa phủ gối là 10 cm thì nó có độ dài là 100. Đó, thì cái thước của mình là 50 cm ha. Thì theo tỷ lệ 1:2 so với số đo thực. Đó, thì nó bằng đúng cái thước này. Đó, từ điểm này nha, mình lấy xuống đây 100. Đó, rồi tiếp tục chườm xuống 3 cm cho phần bên sườn. Rồi đặt cái thước ở đây, kẻ đường trục vuông góc với đường trục giữa của thân. Thế như vậy thì ta đã được các cái đường ngang nè, ngang lai, ngang mông, ngang eo và ngang nách. Rồi trên đường ngang nách này các bạn lấy số đo vòng ngực ấy, chia 4 cộng cho 1 cm cử động nha. Không cần cộng nhiều các bạn, chỉ cần 1 cm cử động là cái form áo của mình đã có cái độ rộng nhất định rồi. Cộng nhiều quá thì cái form áo nó không đẹp nha. Ở ngực 90, chia 4, sau đó cộng 1 cm ra đây. Rồi trên đường ngang eo, mình lấy số đo vòng eo là 68, mình chia cho 4. Sau đó mình cộng 1 cm cử động, rồi lại tiếp tục cộng cho 3 cm bên nha, bên eo ấy.
Rồi trên đường ngang mông, mình lấy số đo vòng mông là 92, mình chia cho 4, rồi cộng 1 cm cử động. Ở phần này nếu bạn nào thích mặt hơi rộng hơn một chút thì các bạn có thể cộng 2 nha, cái phần mông nó không quan trọng lắm. Ở đây khách yêu cầu may form vừa cho nên mình không có cộng nhiều, cứ cộng 1 cm cử động như vậy thôi. Hôm trước có bạn nào nhắn nhờ cắt cái cổ vest lớn ấy, thì mình bận quá không có quay clip được ha, bữa nay tranh thủ chứ để lại qua tour các bạn ạ. Mỗi lần may cho khách xong rồi là mình cái bộ nhớ máy nó đầy á, đâm ra nhiều cái nữa, đâm ra lại quên quay video, cho qua một cái là qua luôn. Nhiều khi những cái mẫu đẹp quá trời luôn, hứa với các bạn là quay clip mà không có làm được. Hôm nay cố gắng nha, cố gắng quay cái cổ vest lớn này cho các bạn tham khảo. Rồi lưu ý nè, đối với cái mẫu áo khoác các bạn nên may cái phần chườm, cái phần vai con này chườm ra phía bên ngoài 1 cm nha các bạn, chứ không có may ôm sát vào phía trong đỉnh vai mà mình sẽ chườm ra đây 1 cm như vậy. Áo vest cũng như là áo khoác là mình hay may như vậy. Rồi các bạn đánh dấu lại nè, lúc này cái đường nách của mình là đường đây. Rồi từ điểm này các bạn chia đôi ha, các bạn lấy vào đây 2 cm, tức là cái đường hạ nách nè chia đôi lấy vào 2 cm để đánh cái đường nghiêng nách. Đấy, cái việc làm này là nó giúp cho cái phần vòng nách của mình nó không có bị khoét sâu vào bên trong thân áo nha các bạn, nó sẽ nằm cạn qua phía bên ngoài như vậy. Rồi chia đôi nối vào đây, đoạn này cũng chia đôi đánh cong vòng nách đi qua cái điểm đó. Đối với một số cái mẫu áo form rộng cũng vậy nha, áo kiểu mà cái form rộng á, thì khi mà các cái đường ra ngực các bạn cộng cử động bao nhiêu thì cái đường ngang vai mình cũng cộng thêm cử động ra bấy nhiêu, cái phần chườm vai ra bấy nhiêu để mình khoét vòng nách. Rồi gian ngực nè, các bạn lấy số đo vòng ngực chia cho 10, ngực 90 chia 10 là được 9 ha. Đó là các bạn lấy vào đây từ đường trục giữa thân các bạn lấy ra 9, rồi đặt cây thước song song với đường trục giữa thân ha. Mình vẽ đường gian ngực. Đấy, rồi hạ ngực nè, lúc hạ eo các bạn chườm 2 thì hạ ngực các bạn cũng chườm 2 lên đây như vậy nha, đặt cây thước chườm 2 cm lên rồi bắt đầu lấy xuống đây số đo hạ ngực là 24. Đấy, lúc này nó trùng với cái đường ngang nách luôn ấy, điểm hạ ngực nó nằm chỗ này luôn. Đấy, rồi từ điểm này nè các bạn kẻ ra đây cái đường bên sườn, thì để vẽ đường bên sườn các bạn lấy từ ngang eo lên đây cho mình 7 cm. Rồi từ điểm 7 cm này lại chườm lên thêm 1,5 cm, bắt đầu mình mới nối vào cái đỉnh ngực rồi kẻ cái bên sườn nha. Có độ rộng bên sườn lúc này là 3 cm. Rồi đặt cái thước vuông góc nè, rồi nối hai cái điểm này xuống. Đấy. Đó rồi từ đỉnh ngực nè mình lấy xuống đây 2 cm để đánh cong. Cái độ rộng bên lúc này là 3 cm, lúc nãy mình eo chia 4 cộng 1 cộng 3 cm bên ấy, thì lúc này mình sẽ vẽ cái bên là 3 cm. Từ ngang mông cách lên đây 5 cm, rồi vẽ đường bên. Lưu ý nè, mình lấy cái đường chân ngực để đánh cái đường bên cho nó ôm. Từ đỉnh ngực mình hạ chân ngực là bằng số đo vòng ngực chia 10, tức là ngực chia 90 chia 10 là được 9. Đây chính là cái điểm hạ chân ngực nha. Các bạn vẽ ben nên là mình ôm cái phần chân ngực thêm một chút thì cái áo nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Cái độ rộng ben chân ngực là 2,5, mình kẻ xuống eo, kẻ xuống đây. Nhớ là đi qua cái điểm cách đỉnh ngực 2 cm bắt đầu mới đánh cong nè. Đánh cong mạnh ra chân ngực rồi mới ôm ngực xuống eo. Đối với mẫu áo này thì các bạn rã cái đường gian ngực này thẳng xuống dưới lai luôn nha, giống như là đầm tắm mảnh vậy đó, rã mảnh chứ thực ra không có đá độ xòe, chỉ rã mảnh thôi, rã tắm mảnh ra thôi. Đó rồi vẽ đường cúp cong nè, từ đỉnh ngực lấy thẳng lên đây 2 cm, bắt đầu đánh cong vào cái điểm giữa của nách này nha. Đó rồi lưu ý nè, chúng ta giảm cái bên nách này độ rộng khoảng 1 cm. Để tí nữa mình xếp cái bên này lại cho cái form nách của mình nó gọn hơn nha, nó không bị phùng ở nách. Xếp cả bên sườn này lại luôn. Như vậy thì mình đã xong cái phần cơ bản. Vai của mình chườm ra một xíu như vậy.
Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế cái phần áo chườm qua cũng như là cái phần cổ áo nha. Thì đầu tiên các bạn xác định cho mình cái phần hạ cổ là nó nằm ở đâu. Thì nhìn theo mẫu thì các bạn thấy nè, cái phần gài nút nó nằm gần như là trên eo một chút xíu thôi, gần ngay eo luôn, trên eo một chút xíu. Thì các bạn kẻ cho mình cái đường ngang eo dài ra đây. Và cái độ chấp qua của cái thân áo bao nhiêu là tùy ý nha. Còn đúng theo mẫu này thì các bạn nhắm nè, khoảng cách giữa hai cái hộp nút nè, mình thấy nó độ khoảng là 12 cm thôi. Thì như vậy các bạn chườm qua mỗi bên như vậy là 6 cm là được. Từ trục giữa thân này các bạn lấy ra đây 6 cm cho cái phần chườm thân áo nha. Chấp qua đấy, cái cổ nó chấp qua đấy các bạn. Còn bạn nào mà may áo mà không có phần chấp qua thì các bạn lấy y ngay chỗ cái trục giữa thân và chỉ chườm qua phần đinh nút là được ha. Ví dụ như nút của mình 1,5 cm thì các bạn chườm qua cái phần đinh nút là 1,5 cm để mình thiết kế cái phần trục áo giữa thân chứ nó không có chườm qua như vậy. Tùy ý nha các bạn. Đó rồi đây, thì cái nút của mình sẽ cài cách cái phần ngang eo này 2 cm, đúng theo như hình mà mình quan sát nha. Tùy mỗi bạn có những cái cách quan sát khác nhau nha các bạn, định lượng của mỗi người nhìn sẽ khác nhau. Còn mình là mình nhìn cỡ này, được khoảng cách hai cái nút thì mình tính là được khoảng là 9 cm. Thì cứ mình xác định luôn cái khuy nút nè, nó sẽ nằm cách cái mép phải là 1 cm vào đây. Độ rộng khuy là bằng đúng bằng cái độ rộng của cái nút. Ví dụ như nút của mình đường kính là 1,5 thì các bạn sẽ làm cái khuy 1,5 ha. Đấy rồi các bạn lấy đối xứng vào bên này nha, để vẽ luôn cho cái phần khuy. Thì cách nè, thì các bạn lấy nè, khoảng cách này từ đây qua đây 6 cm thì các bạn cũng lấy vào đây 6 cm nè. Sau đó từ cái điểm này mình cũng lùi vào 1 cm giống như vậy ha, lùi vào 1 cm. Rồi mới lấy cái độ rộng của cái khuy nút nha. Đó, tương tự bên đây cũng vậy nè. Mình lấy qua đây, đối xứng qua đây. Cái khuy của mình nó sẽ nằm đây, đây. Đó, như vậy. Khi mình lên đồ là mình cứ đánh dấu phấn như đây rồi mình làm khuy nha các bạn. Đó, còn cái phần thân đối xứng mình sẽ cài nút ở cái vị trí là nó sẽ nằm giữa cái khuy này nha các bạn. Các bạn sang dấu cái điểm mà đính nút vào cho cái thân áo đối xứng nha. Khi mà may hoàn thành rồi ấy, cái cách xác định vị trí khuy và nút là như vậy. Rồi từ cái khuy này nè, các bạn lấy đây cho mình 1 cm. Thì đây chính là cái điểm mà mình sẽ bẻ ve nha các bạn. Bẻ ve cổ áo đó, nối với cái điểm này. Xác định được cái điểm bẻ ve, nối thẳng lên cái điểm mà vào cổ áo đây. Thì đây chính là cái đường bẻ ve, hay còn gọi là bẻ cổ đấy các bạn. Bẻ cái lá cổ đó. Đấy, rồi từ điểm đó các bạn lấy vào đây 2 cm, kẻ một cái đường trục song song với cái đường này. Thì cái cách vẽ cổ vét mình đã có hướng dẫn ở trong cái cuốn sách mà hướng dẫn cắt may ha. Bạn nào mua sách rồi thì sẽ biết ha. Rồi các bạn lấy lên đây cho mình 9 cm nè. Rồi từ cái điểm lấy lên 9 cm này các bạn lại lấy lùi vào đây thêm 1,5 cm nữa. Đấy, đúng 1,5 cm nha. Đây chính là cái đường nghiêng của cổ nè, cái cổ thân sau á các bạn. Cái đoạn này sẽ nối vào cổ thân sau ấy. Đó rồi, từ điểm này nè, các bạn đặt cái thước nè, vuông góc. Nhớ là vuông góc nha. Rồi, kẻ nháp ra đây một đoạn. Sau đó các bạn lấy cái độ rộng cho cái đoạn này là 7 cm. 7 cm là để mình bẻ cái lá cổ vét xuống các bạn ở thân sau ấy. Tuy nhiên cái đoạn 7 cm này chỉ là cái phần căn bản của lá cổ thôi nha. Tí nữa mình sẽ dùng phương pháp cắt mở rập để tạo một cái lá cổ nó to đúng như hình mẫu nha. Ở đây chỉ là kẻ nháp cho rập cơ bản, cổ vét cơ bản thôi. Và tiếp tục để vẽ cái lá cổ nè, thì các bạn nối cái đoạn này thẳng xuống đây cho mình khoảng 2 cm nha. Đấy. Đó, rồi các bạn quan sát mẫu rồi mình mô phỏng cái lá cổ nó to nhỏ tùy ý nha, tùy cách nhìn của mỗi bạn. Còn mình nè, mình thấy là cái phần lá cổ nó phủ ra ngoài cái đỉnh vai luôn các bạn, nó trùng với cái điểm mà mình ráp tay áo vào nách ấy. Đó, thì mình sẽ vẽ cái lá cổ của nó to ra tới đây luôn nha. Đó, cái phần cổ thân sau này nó chồm lên khỏi thân trước khoảng 4 cm, thì mình sẽ lấy xuống khoảng 4 cm. Rồi cái đầu lá cổ nó có cái độ góc nhọn đó, chồm vô cũng khoảng 4 cm, cho nên mình cũng sẽ kẻ nháp vô như vậy.
Đó, nha các bạn, cái cách mà mình tạo một cái cổ vest đúng theo mẫu là mình cứ vẽ nháp vào phía bên thân, phía thân luôn, tí nữa mình mới kẻ bên đối xứng của cái đường vẽ ve sau nha. Ở đây mình vẽ nháp nè, đó, hạ 4 cm, lấy vào đây 4 cm, rồi từ cái điểm đó, đó mình mới nối nghiêng vào đây. Nói chung là cứ hình như thế nào, cái hình mô phỏng như thế nào thì mình vẽ lên, vẽ nháp lên cái phần thân áo như vậy thôi. Chỉ cần giống 90% thôi các bạn, không có cần giống 100% đâu. Bạn nào mà vẽ được giống 100% thì càng tốt nha. Đó, rồi mình đặt cái thước mình kẻ xuống đây. Đó, thì các bạn thấy nè, cái phần này nè, nó có độ dài khoảng 3,5 thôi. Đó, so với cái lá bên trên là 4 cm ha. Đó, nó ngắn hơn như vậy. Đó, thì hình dáng cái lá cổ này là tùy ý nha các bạn. Nhiều bạn thích bâu chữ B thì cứ vẽ tròn nha. Còn ở đây mình vẽ nhọn nè, góc này vuông. Đó, rồi nhớ nè, tiếp tục mình sẽ lấy đối xứng cái lá cổ qua phía bên này. Tại vì vest này của mình là cái cổ nó liền thân nha, chứ nó không có phải là lá rời mà đính vào. Cho nên mình sẽ lấy đối xứng qua đây để vẽ cho cái thân áo và cái lá cổ nó liền với nhau. Lấy đối xứng thật chính xác qua cái đường bẻ ve nha các bạn. Đó là bằng cách là mình cứ đặt cái thước vuông góc với cái đường đường bẻ ve đó. Đó, rồi mình lấy đối xứng qua nó, nối cái điểm này với cái điểm mình vừa lấy được. Đó, rồi từ cái điểm này các bạn vẽ cong lên đây nha, vẽ cong mềm lên cái phần cổ thân sau. Đấy. Bạn nào thích cái lá phía dưới nó nhỏ thì các bạn cứ vẽ thấp xuống nha. Đó, cổ thân sau bự hơn thì mình cứ chườm thân sau nhiều lên. Để mình lấy đối xứng thôi, nó là tùy ý nha các bạn. Đấy, rồi từ điểm này vẽ cong lên đây. Cái lá cổ thân sau này thực ra là nó không hình dạng thực của nó, tí nữa mình còn xoay rập nữa nha, chứ nó không có phải cái hình như này đâu. Đó, tạm thời là mình cứ vẽ theo rập căn bản như vậy thôi. Đó, thì đây chính là cái lá cổ thân sau. Mình vẽ sọc lại cho các bạn dễ nhìn hình dung ra nè. Miếng này là lá cổ của thân sau nè. Rồi, chỗ này mình lùi vào đây thêm 2 cm nha. Đó, để mình vẽ cái miếng nẹp lá cổ thân trước. Nó nhớ là nẹp lá cổ thân trước nha. Các bạn sẽ nối vào điểm này. Đó, thì đây chính là hình dáng của cái miếng nẹp lá cổ thân trước nha. Đó, thì cái miếng nẹp lá cổ này các bạn cắt cho mình 2 chi tiết đối xứng nè, ủi keo nè. Mình ủi cả keo cho cả miếng nẹp và cả cái phần thân áo luôn các bạn, để khi mình may tạo hình cái lá cổ cho nó đẹp, nó cứng cáp. Đối với mẫu này thì mình có may phần lót nữa các bạn, lót về phía bên trong nữa. Tí mình hướng dẫn các bạn cắt phần lót sau ha. Đó, như vậy mình đã xong cái phần rập thân trước. Đó, bây giờ mình sẽ cắt cái rập này ra để đặt lên cắt cho rập thân sau nha. Các bạn đặt cái rập thân trước nè, sao cho cái đường trục giữa thân nó trùng với cái mép giấy nha các bạn. Đó, sau đó các bạn sang dấu lại cho mình đường ngang lai, ngang mông, ngang eo. Rồi, tới cái đường ngang ngực thì các bạn nhớ lùi xuống đây cho mình đúng bằng độ rộng của bên sườn nha. Tương tự cái cách trong cắt rập cơ bản đầm đó, để giảm cái bên sườn xuống đây. Sau đó mình kéo cái rập xuống nè, sao cho đường ngang ngực thân trước nó trùng với điểm đó. Nhớ là đường trục giữa thân vẫn phải nằm đúng với cái mép giấy nha. Đó, rồi từ điểm ra ngực các bạn lùi vào đây 1 cm nè, cho thân sau nó ôm hơn nè. Đó, rồi sau đó các bạn mới thiết kế cho cái phần chườm vai. Chườm vai thân sau so với thân trước là 4 cm nha. Ở đây mình dùng tỷ lệ 1:2 nè, cho nên là mình chườm ra đây 2 cm. Thực sự ngoài là 4 cm đấy các bạn. Rồi,
ở trên cái thước các bạn thấy nó chỉ có 2 cm nha. Đó rồi, vuông góc ha. Lấy cái độ dài vai con thân trước bao nhiêu thì mình sẽ ướm qua thân sau, mình lấy cho cái phần vai con thân sau bấy nhiêu. Đấy, rồi lưu ý sang dấu cái phần điểm này lại nè, để mình hạ cổ thân sau ngay điểm đó. Đặt cái thước vuông góc với trục giữa của thân nha, đi qua cái điểm đó. Vòng nách thân sau mình sẽ khoét cạn hơn thân trước là 0,5 cm. Rồi, vẽ lại hết nè, ngang mông, ngang eo, ngang ngực. Cái điểm lùi vào 1 cm đây, mình nối xuống đường eo nè, đánh cong ra mông, rồi A xuống cái phần lai. Cái form này là form A nha các bạn, A nhẹ như vậy đó. Rồi, nách thân sau nè, chia đôi cạnh này, nối ra đây, chia đôi cạnh này, nối vào đây, chia đôi cạnh này, rồi đánh cong nè. Rồi tiếp tục mình đánh cong dáng lưng ha. Chỗ eo nè, mình lùi vào 1 cm, chỗ này lùi vào 0,2 cm. Ở dưới này nè, mình lấy lên 5 cm nè. Để kết thúc cái đường cong lưng. Chỗ cổ nè, lùi vào 0,2. Nhớ là từ đây xuống đây các bạn chia làm 3 nè, để mà mình đánh cong. Rồi mình sẽ cắt bỏ cái phần này đi ha, để tạo dáng cong cho phần giữa thân sau. Rồi vẽ band, các bạn chia cái đoạn ngang eo này ra làm 2 nè. Đặt cái thước song song với đường trục giữa của thân. Thì cái vị trí cái band giữa thân sau này cũng không quan trọng lắm nha các bạn. Các bạn có thể xê dịch nó vào trong hoặc ra ngoài chút xíu cũng không sao. Độ rộng bên là 2 cm, lấy qua mỗi bên là 1 cm. Vì là cái đường cong dáng lưng mình đã lấy đi 1 cm của cái bên rồi các bạn, cho nên lúc này bên của mình chỉ còn là độ rộng 2 cm thôi ha. Cái đường rã bên này mình sẽ kéo dài thẳng xuống dưới lai luôn, để rã mảnh ra luôn. Và lúc đó mình sẽ gọt bỏ cái phần bên này đi. Rồi cổ thân sau đây. Thì cái lá cổ thân sau nè các bạn, nó sẽ bắt đầu từ đây. Các bạn thấy nè, nó nằm ngay đỉnh vai luôn. Thì từ đây nè, các bạn sẽ đánh cong vào đây. Thì để đánh cong xuống bao nhiêu thì các bạn đo lại cho mình cái phần vai con thân sau nè. Ví dụ ở đây mình đo được là 11 cm nè. Thì các bạn nè, trừ đi 3 cm cái độ đứng của cái lá cổ thân sau ấy. Cổ thân sau của mình nó sẽ đứng lên 3 cm đó, thì lúc này nó sẽ còn 8 cm thôi nha. 11 trừ 3 thì còn 8 cm thôi, mình đánh cong xuống đây. Thì khi may hoàn thành cái vị trí lá cổ nó sẽ nằm ở ngay đó các bạn nha. Cổ của mình đứng lên 3 cm, nó sẽ nằm ở đây. Nhìn vô thì mình sẽ cảm thấy là nó bằng nguyên cái đoạn vai con này luôn. Từ cái phần đứng của lá cổ đó, nó chồm xuống là nó nằm y vị trí đó. Các bạn hình dung ra không nè. Đó rồi. Bây giờ mình lấy thước dây nha, mình đo lại nè. Để tí nữa mình xoay rập cho cái lá cổ thân sau. Mở rập thêm để cho nó đủ nha. Ở đây mình đo được là 11,5. Rồi cái đoạn này, cái đoạn này mình đo được là 12, tức là 24 ấy. 24 tỷ lệ 12 trên số đo thực các bạn, nên đó là 24 nha. Đó, đo lại như vậy. Để tí nữa là mình xoay rập cái lá này nè, cho nó đủ cái phần chồm ra cho thân sau này ha. Đó, và lưu ý là mình có một cái nẹp của cái thân sau nha, cái nẹp cổ các bạn, để mình bọc cái lá cổ với cái phần thân ấy, nó nằm giữa cái phần nẹp với phần thân nha, lá cổ á. Nên mình có cái phần nẹp ở đây. Nhớ là cắt ủi keo hai chi tiết đối xứng. Rồi, phần thân cũng tương tự, mình cắt theo canh số dọc nè. Cái miếng cúp bên này là cắt hai chi tiết đối xứng, đồng thời các bạn cắt thêm cho mình nè. Cộng thêm cho mình là 2 miếng lót nha. Nó hình dáng nó giống y, đường may chừa nó cũng giống y cái vải chính thôi. Đó rồi, cái miếng thân bên này cũng vậy. Các bạn cắt cho mình 2 chi tiết đối với vải chính và thêm 2 chi tiết cho miếng lót. Đó, tuy nhiên khi chừa đường may các bạn lưu ý nha, mình chừa đường may giống nhau hết chỉ trừ cái phần lai. Ví dụ như là sườn áo mình chừa 2 nè, nách mình chừa 1, vai mình chừa 1, cổ mình chừa 1.
giữa thằng sau mình chừa 2, tuy nhiên cái line này mình chừa 2 cm nha. Còn vải lót thì mình lại không chừa, vải chính thì chừa 2 cm. Lưu ý như vậy để khi may lộn với nhau á, cái phần lót nó giật cái phần vải chính lên là nó vừa đủ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt cái rập này ra. Lưu ý nè, nhớ dùng thước dây nè, đo lại cái vòng nách thân sau, cộng thêm với cái vòng nách thân trước nữa nha, để tí mình cắt cho cái phần tay áo. Nhớ trừ cái bên 1 cm này ra nè. Ở đây mình đo được là 21. Đó rồi, thân sau lúc nãy mình đo được là 23. Đó, thì thân sau mình cộng với thân trước nha. Đó, 23 cộng với 21. 22 mà trừ 1 cm rồi các bạn, còn 21 ấy. Đó, thì lúc này mình được là 44. Thì đây chính là cái thông số tí nữa mình dùng để cắt tay áo. Các bạn lưu ý nè, mình đánh dấu lại nè, cái điểm này nè ha, cái điểm này chỗ bay con nè. Đó, từ điểm này đi ra thân sau thì đây chính là cái đoạn mà mình sẽ may vào cái vòng cổ thân sau nha. Đấy, còn cái cạnh này nè, cái đường cong này nè, thì chính là cái phần từ điểm này nè đi vòng ra cái đập thân sau. Các bạn hình dung nè, đấy nha, từ điểm đó đi vòng hết ra đây, nó tới 24 cm, lần cộng thêm cái đoạn này nữa nè. Đó, thì tí nữa mình sẽ dùng phương pháp cắt mở rập cái miếng lá cổ đó để cho nó đủ nha, nó đủ nằm êm trên thân sau. Đó, từ điểm này nè đi vòng ra đây chính bằng cái đoạn này. Ngay tại vị trí đỉnh ngực nè, thì sau khi mình xếp hai cái bên nách và bên sườn á, nó hơi bị nhọn, các bạn gọt bỏ bớt đi một chút xíu để khi may ráp vào cái phần thân bên này nó nằm êm nha. Cái phần cúp bên này nè, các bạn cắt hai chi tiết đối xứng cộng thêm hai miếng lót. Đấy, rồi thân bên này cũng tương tự, canh sới dọc cắt hai chi tiết đối xứng đó, cộng thêm hai miếng vải lót. Tuy nhiên nè, cái miếng vải lót bên phía này nè các bạn nha, đó là nó chỉ là cái miếng nhỏ tới cái cạnh này thôi. Tức là sao? Tức là mình đã có một cái miếng nẹp lá cổ thân trước nè, nó sẽ tiếp giáp ở cái đường này đó, với miếng lót nha. Cho nên khi cắt miếng lót các bạn cắt tới đường này, chừa đường may 1 cm cho cả miếng lót và miếng nẹp lá cổ để may ráp lại với nhau đó. Thì như vậy hình dung là khi may ráp lại nó là nguyên cả, gọi là nguyên cái miếng lót được nối với nhau đấy. Tuy nhiên cái miếng nẹp lá cổ thì mình cắt bằng cái vải chính chứ không cắt bằng vải lót. Đây, trở lại với miếng nẹp cổ nè. Đấy, khi bẻ ve ra nè, các bạn hình dung nè, chỗ này mình bẻ ra nó nằm đúng cái vị trí này ha. Đấy, còn cái miếng lá cổ thân sau nó sẽ nằm đây. Đấy, tuy nhiên để đảm bảo cho cái cạnh này nó đủ tròn ra phía sau thì các bạn sẽ dùng phương pháp cắt mở rập nha. Đó, thì các bạn sẽ mở cái rập này ra như vậy đó, sao cho nè cái đoạn này nè nó bằng đúng cái vòng này nè, 24 cm ha. Đó, thì mình cứ ướm nháp nháp thử thôi đó, nó tầm tầm cỡ đó là được ha. 12 cm ở trong này, tức là 24 cm ngoài đời thực các bạn đó. Rồi cái vòng cổ thân sau này các bạn cũng cơ thêm lên đây cho nó đủ 11,5 cm nha. Đó, lúc đầu mình có 9 cm rồi, mình sẽ cơ thêm 2,5 cm nữa cho nó đủ 11,5 cm. Như vậy thì mình mới đủ để may vào cái vòng cổ thân sau nha. Đó, thật sự ra thì cái vòng cổ thân sau lúc nãy mình đo nó chỉ 11 cm thôi các bạn. Tuy nhiên mình cộng thêm 0,5 để khi may cái lá cổ vào á, cái vòng cổ thân sau nó căng ra nó mới đẹp nha các bạn. Đó là cái mẹo trong may vá vậy thôi.
mình cộng thêm cho cái phần lá cổ 0,5 cm như vậy. Đấy rồi, đo lại thử nè, đúng 11,5 ha. Rồi các bạn đặt cái thước vuông góc với cái đường mình vừa mới cơi ra cho cái vòng chân cổ thân sau đó. Đấy, mình kẻ vuông góc xuống đây. Đấy rồi các bạn mới canh lại nè, cái miếng cái độ rộng đây nè, lúc nãy là 8 cm đúng không, rồi thêm cái phần chân cổ đứng là 3 cm, rồi thêm cái phần bọc phía bên trong nữa, tức là nó gấp đôi lên ấy, nó là 3 cộng 3 chỗ này nè, chỗ cái lá cổ đứng của lá cổ thân sau đấy. Thế thì như vậy 3 cộng 3 cộng 8 cm là bằng 14 cm ha. Các bạn lấy từ đây xuống đây 14 cm cho mình. Đấy. Đấy, như vậy là khi thành phẩm nó còn dư đúng 8 cm từ cái độ chồm xuống đó. Rồi đánh cong lại ha, nối cong lại vào đây. Đó, đó là cái cách mình cắt mở rập nha, để tạo một cái lá cổ bự vẫn đứng nha các bạn, nó vẫn đứng ôm chân cổ và nó có cái độ choàng xuống cho thân sau như vậy. Các bạn kiểm tra lại cho mình này, cái đoạn này nè đúng bằng 24 cộng với thân trước ha, thân trước của mình tới đây nó chồm lên thân trước đó các bạn, một đoạn rồi từ đây đó, xuống tới đây đúng bằng 24 là được nha. Ở đây mình nó hơi dư rồi cho nên các bạn lùi vào đây cho mình, miễn sao nó đủ 24 thôi là mình đánh dấu lại nè. Đấy rồi, tức là cái rập này mình mở ra hơi nhiều các bạn, mình mở ít lại một chút nha. Nên mình làm biến mở keo ra cho nên mình sẽ đánh vơi xuống, thay vì mình xếp cái rập lại đó, nó sẽ vơi xuống đây, nó tạo một cái góc vuông với cái này là được các bạn nha. Đó. Và cái đoạn thân sau nè, cái đoạn này nè, nó đủ 24 cho nó nằm lên cái thân áo của thân sau là được. Đấy rồi, đấy, mình được cái rập như vậy. Đấy, cứ kiểm tra lại từ đây xuống đây là 14 cm là được ha. Rồi từ đây sang đây là 11,5 để may vào vòng cổ thân sau. Đấy, như vậy cái rập mình đã đạt chuẩn rồi ha, các bạn cắt nó ra. Đó, thì đây chính là cái phương pháp cắt mở rập để tạo một cái dáng lá cổ chuẩn theo mẫu nha các bạn, không dư không thiếu. Đấy, nó sẽ nằm êm trên cái phần thân áo theo đúng như mẫu mô tả. Đó, thì như vậy bằng cái phương pháp này các bạn hoàn toàn có thể cắt cho mình những cái mẫu cổ vét to nhỏ tùy ý nha, đứng hoặc nằm. Đứng thì các bạn cứ cơi lên như vậy. Còn có một cái mẫu vét nằm nữa các bạn, hôm nào mình chia sẻ cái mẫu đó nha, nó không có đứng gì hết, nó nằm bẹt như của lá sen vậy đó. Thì khi may thành phẩm nó sẽ hình thức nó sẽ như thế này. Đấy, các bạn thấy không, nó đứng vào trong 3 cm như vậy, nó chồm ra phía bên ngoài như vậy ha, tạo thành một cái dáng cổ lá đứng ôm sát cái phần chân cổ, tuy nhiên cái phần lá bên ngoài nó vẫn rất là to và nó ôm choàng xuống thân sau. Đấy, chỗ này là vải gấp đôi này các bạn nha, giữa thân sau nè, cái lá cổ giữa thân sau nè, vải gấp đôi. Các bạn cắt cho mình canh xới dọc hoặc ngang tùy ý nha, canh xế cũng được tại vì đường nào mình cũng ủi keo mà, ủi keo tạo form. Đấy, cắt hai chi tiết đối xứng, chỗ này vải gấp đôi. Đấy rồi. À, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn nhanh qua cái phần tay áo vét nha các bạn, tại vì video đã quá dài rồi cho nên khi tải lên YouTube nó rất là khó khăn. Mình sẽ hướng dẫn nhanh qua cái phần tay áo nha. Rồi đầu tiên các bạn gấp đôi tờ giấy lại nè, sau đó nè mình vẽ cái chỗ này là đầu vai nè, rồi dài tay tùy ý, ở đây dài tay của mình là 55 cm. Tiếp theo hạ nách tay. Thì từ điểm này các bạn lấy xuống đây cho mình là bằng số đo vòng ngực chia 10 cộng thêm 6 cm nha. Ngực của mình là 90 chia 10 được 9 cộng 6 là bằng 15 cm ấy. Đối với tay vét là các bạn cộng nhiều như vậy đó. Đó là cho cái tay nó ôm và nó đứng nha. Rồi, dạ, kẻ đường vuông góc vào trục giữa thân nè. Cộng 5 hoặc 6 nha các bạn, muốn rộng thì cộng 5, cộng 6 là nó vừa ôm luôn á. Hồi nãy là đường xé nách của mình là 44 chia 2 là được 22 ha. Đó, 22 này chính là cái đường xéo, tuy nhiên các bạn có thể là mình giảm 0,5 cm nếu trường hợp vải của mình cái canh xéo của nó bị giãn nhiều các bạn à nha. Còn vải mà không có bị giãn nhiều thì các bạn lấy đúng 22 cm như vậy. Còn cứ giãn nhiều là trừ bớt đi một chút xíu như vậy không sao hết nha. Tí nữa mình vẽ cong cái vòng nách là tự động là nó vải nó giãn là nó đủ ra, thậm chí là nó dư luôn các bạn, nó dư mình gò may gò lại nó mới đẹp nha.
Khi may thì cái mẹo may tay vét là các bạn cứ đạp cầm cái đoạn cách cái đầu vai mỗi bên 10 cm là các bạn đập cầm nhiều vào để may vào. Rồi dưới đường ngang lai nè, thì ngang lai của mình, ngang lai tay là cửa tay của mình là 22, thì các bạn sẽ lấy vào đây cho mình là 11 cm. Rồi sau đó các bạn cộng thêm cho mình 2 cm nữa. Ở đoạn giữa này các bạn lùi vào 0,5 cm nha, để đánh cái dáng nó hơi cong nhẹ. Đó, rồi chia ba cái đoạn xéo nách này nè, lùi vào đây 0,5, chỗ này cơ ra 1,5, giống như tay cơ bản nha các bạn, đánh cong lại. Đó, rồi mình cắt cái rập này ra để mình xử lý cái phần rã thân tay áo. Đó, rồi và viết lại đây thân trước đây thân sau ha, thì các bạn sẽ rã một cái đường ở giữa thân sau. Đó, để rã chính xác nó nằm ở điểm nào thì các bạn đo lại cái vòng nách này cho mình nè, cái vòng mà rã rập của thân sau á, đường rã cúp của thân sau á, ha, dùng thước dây mình đo lại. Ở đây mình đo được là 13 cm, thì các bạn cũng lấy lên đây là 13 cm nha, để mình đánh dấu lại nè. Đồng thời nè, từ điểm này các bạn lại cơi tiếp tục lên 0,5 cm. Đó, rồi ngay cái điểm đó mình mới kẻ cái đường trục song song với đường trục giữa của tay nha. Đó, cửa tay lúc nãy mình cơi ra 2 cm cho mỗi bên, thì bây giờ cái chỗ rã thân sau này mình sẽ lùi vào 2 cm nha, để cho nó bù khi may thành phẩm là cái cửa tay mình nó còn đúng bằng 22 cm. Rồi cái đoạn giữa tay áo này các bạn, từ đầu vai xuống lai này các bạn chia đôi ha. Đó, thì các bạn lấy qua đây, đây chính là cái điểm mình đánh cong. Đấy, gọt bỏ cái phần này đi ha. Đó, thì cái phần khỉu tay của mình nó có cái độ cong theo cái cơ thể á, các bạn, cái tay mình nó có xu hướng cong ngay khỉu á, là cái tay vét nó cũng sẽ giúp cho, cái cách cắt như vậy nó giúp cho cái tay mình nó cong theo cái phần tay áo, cái thân mình luôn nha, rất là đẹp. Rồi xử lý thêm một chút chỗ này nữa nè, các bạn nối liền cái đường hạ nách này, nó cắt tại điểm này ha. Thì từ đây này các bạn cơi vào đây 0,5 cm này. Đấy nha, cái chỗ này nè, lúc nãy mình có cơi lên 0,5 đấy. Đó, thì bây giờ mình gọt bỏ bớt nè. Đó, lưu ý nè, khi gọt bỏ bớt như vậy các bạn đắp thêm cho mình một miếng nè, cơi nhẹ ra để khi may ráp vào nó không có bị hụt nha các bạn. Đấy, cơi nhẹ ra cho nó đủ, rồi lướt nhẹ xuống đây lại ha. Rồi nhớ là lưu ý là cái điểm giữa kìa, do mình lùi vào 0,5 rồi cho nên cái điểm giữa của tay áo nó sẽ lùi lên đây 0,5 nha. Đấy. Khi may vào là cái điểm giữa đó nó phải nằm ở ngay cái điểm giữa vòng nách thân áo. Đó. Lưu ý gọt bỏ bớt 0,5 cm cho thân trước nữa nè. Xử lý cũng rất là nhiều ha các bạn. Nhiều khi mình quên một cái là lên áo nó xấu liền. Từng chi tiết lắc nhắc nhưng mà mình nhớ mình xử lý cho đủ nha. May tay vét thì nó mất công hơn tay thường một chút xíu là mình rã cái đường giữa tay sau như vậy thôi. Đó, nhưng khi lên form là nó cong nhẹ theo cái kiểu tay của mình rất là đẹp các bạn. May tay vét nó cũng cực hơn tay bình thường, cái là mình phải may cầm cái đoạn đầu vai ấy. Khi may vào nó hết được cái tay và nó đứng được cái tay vét nha. Cái chỗ này nè, mình cái cửa tay khi mà mình cơi vào 2 cm mình có đánh vơi xuống cho cái phần lai tay để cho nó tạo góc vuông nha. Các bạn thấy này, mình có cơi xuống đó. Rồi gọt bỏ phần này đi cho nó đều nè. Rồi cắt theo canh số dọc nè, hai chi tiết đối xứng. Nhớ là cộng thêm hai miếng lót nữa nè. Đó, tương tự miếng này cũng vậy. Đó, lưu ý chừa đường may. Đó, thì các bạn nè, sườn mình chừa 2 cm ha, chỗ này mình chừa 1 cm đường may, riêng cái phần lai nè, vải chính thì mình chừa 2 cm đường may các bạn, còn vải lót là mình không có chừa đường may luôn nha. Khi may vào với nhau á, thì cái miếng lót nó sẽ giật cái phần lai tay ngược vào trong. Ở video hôm nay mình chỉ hướng dẫn cắt rập thôi nha, còn may thành phẩm thì các bạn cố gắng may, còn bạn nào mà
khó hiểu không hiểu nữa thì nhắn tin riêng mình sẽ hỗ trợ thêm nha các bạn, chứ video đã quá dài rồi không thể nào mà hướng dẫn Mai trực tiếp được. Và sẵn tiện đây mình cũng xin thông báo là mình vừa biên soạn được một cái cuốn sách nội dung hướng dẫn cắt may những cái rập cơ bản để may đầm áo dài, áo bà ba, các loại cổ áo, có cả áo vest nữa các bạn, rồi quần tây, sơ mi nam và nữ luôn. Thì các bạn nào cần thì liên hệ vào cái số điện thoại mình có để ở phía dưới phần bình luận nha. Liên hệ qua Zalo để gửi địa chỉ cho nó khỏi bị lộ các bạn. Các bạn có thể gửi địa chỉ qua Zalo cho mình để mình gửi sách nha. Giá thì trước mắt thì mình lấy giá là 150 một bộ sách như vậy. Tiền ship thì tùy theo xa gần nha các bạn, khoảng tầm 30.000 tiền ship nữa. Thì các bạn nào cần thì vào phần bình luận để liên hệ nha.